thì cô có thể giới thiệu về tên tuổi của mình cũng như là mình ở đâu và tình hình sức khỏe của mình trước khi trị liệu cũng như là sau một thời gian trị liệu thì hiệu quả như thế nào được không? Tôi là Đại Dương Võ Thị Thu Hồng, về sinh năm 57 ở tại số nhà 97 đường Thành Lam, phường Việt Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi tôi nghe ở Hội Hồng tôi trường hạnh phúc này, tôi cũng đến đây để ngồi, nhưng mà trước khi là bệnh tôi khó ngủ và tiểu đường 20 năm rồi. Nhưng mà khi tôi ngồi sau đó khoảng 2 tuần thôi thì tôi đã thấy là đường huyết xuống bình thường. Hiện tại là ngày nào tôi cũng xét nghiệm mà đã xuống bình thường dưới mức trung bình. Còn ngủ thì cũng ngon lắm, tối ngủ một giấc cho tới sáng không rất là say. Còn nhức mỏi thì nói chung là tôi thì nhức mỏi nhẹ nó đã hết. Cũng nhờ cái môi trường hạnh phúc này mà tất cả bà con ở đây được ngồi mà bệnh có người thấy cũng có người cũng giỡn thì cũng rất là mừng. Cũng mong rằng ai có khả năng cũng nên mua cái máy này về nhờ ngồi, nó rất là tốt. Về tình hình sức khỏe của cô trước khi trị liệu thì cô có chia sẻ là về đường huyết có 20 năm đúng không cô? Với lại tình hình khó ngủ, đau đầu, đau lưng thì bây giờ là hiện tại á, mà ngủ là cô cũng ngon rồi đúng không ạ? Và cái tình trạng mà tê nhức tay chân á, nó cũng giảm hay là hết cô? Giảm bao nhiêu phần trăm hay là hết? Nói chung là giảm 80%. Giảm 80% ạ. Và tình trạng đau đầu của cô thì như thế nào? Hết rồi, tình trạng đau đầu thì hết rồi. Còn đường huyết thì bây giờ là nó dưới mức trung bình. Rồi hôm trước cô có chia sẻ với con á, thì trước đây đường huyết có tụt xuống á thì hay bị say sẩm đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì nó cải thiện như thế nào? Cái đường huyết tụt lên trước kia là cô rất là khó chịu lắm, mà gần như muốn chết đi rồi. Nhưng mà bây giờ tụt xuống rất bình thường. Tụt xuống như bình thường. Rất bình thường, nhưng mà mình phải theo dõi cái sức khỏe của mình là mình biết. Hiện tại là cô chích insulin hay là uống thuốc không? Chích hai mũi, mỗi sáng mỗi chiều. Sáng mỗi chiều mỗi. Rồi hai viên ngàn đô, nhưng bây giờ thì giảm thuốc rồi. Tại vì hạ quá không dám uống nhiều. Bây giờ là giảm thuốc rồi. Như vậy là giảm thuốc nhưng mà đường huyết của mình vẫn ổn định. Như vậy thì vừa trị liệu bằng thiết bị dây hát, vừa kết hợp với thuốc thì cái lượng đường huyết của mình ổn định để mình phòng ngừa được những cái biến chứng của tiểu đường. Mặc dù là 20 năm nhưng mà bây giờ tình hình sức khỏe của cô nhìn vẫn rất là bình thường, thì ngoài vào không biết là mình bị cái căn bệnh đó đúng không ạ? Như vậy thì ngoài ra cô có muốn chia sẻ hay là có nhắn nhủ gì thêm với các bác không ạ? Nhắn nhủ với các bác anh chị ở đây là nếu mình có khả năng nên mua một cái máy này về nhà mình ngồi rất tốt. Dạ. Như vậy thì sau một thời gian trị liệu thì sức khỏe của cô cải thiện rất là nhiều, và cảm ơn cô Hồng ngày hôm nay đã chia sẻ.